Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nha, bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 60 triệu token DOT nữa bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở info nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow trên Twitter nè. Khi bạn tham gia thì các bạn đủ điều kiện sẽ nhận được 60 triệu token DOT thôi các bạn. Rồi bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Bạn bấm tiếp tục. Ok, mình đã được một phần nè. Thì chương trình AirDrop này còn 10 ngày nữa kết thúc nha bạn. Rồi các bạn follow và tao quýt nè. Các bạn bấm like nè. Thích nè. Rồi các bạn tao quýt lại nha các bạn. Rồi các bạn trở về cái link game show này nè. Bấm bấm tiếp tục nè. Tiếp tục các bạn thêm danh sách DOT vào danh sách yêu thích của trên Deadton. Deadton. Thì bấm vào liên kết nha các bạn. Rồi trên đây thì các bạn nhấp lướt xuống các bạn. Và các bạn chờ chút xíu cho lót cho trong web. Quản chỉnh đang quản nha các bạn. Chưa các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục sau nha các bạn. Rồi. Các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Rồi. Các bạn trở về cái link phone nãy nè. Các bạn gửi bức ảnh chụp màn hình lên của mình cho nó nghe không? Rồi các bạn tải lên nghe không? Tiếp tục các bạn thêm danh sách DOT vào danh sách yêu thích trên cơ cấp cô nè. Các bạn nhấp vào nghe không? Đâu ta? Thì thêm vào danh sách trên trang câu cái cô thì các bạn copy cái chữ tự chữ president dot nè, các bạn copy lên các bạn. Các bạn mở trang câu cấp cô tất cả băng ra nè. Rồi các bạn vào một tìm kiếm nha bạn. Các bạn gõ dán cái từ khóa đó vào. President dot nè. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi sao mà mình cho nó một sao được. Để mình login các bạn. Rồi, các bạn chỉ bấm vào một cho nó Bitcoin thì các bạn dán vào một sao cho nó nha bạn. Bấm vào một thích. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình. Rồi, các bạn gỡ lên cái file lên cho nó nha bạn. Đâu ta? Rồi, các bạn gỡ lên bức ảnh các bạn đã thêm vào danh sách trên cơ cấp cô nè. Các bạn gỡ tải lên thôi các bạn. Rồi, các bạn bấm continue nè các bạn. Tiếp tục các bạn cũng copy cái dòng chữ này nè các bạn. Freeside dot nè. Freeside dot nè. Khoan, các bạn sao chép lại. Rồi, các bạn cũng tìm chữ của MarketCap nha các bạn. Chấm cơm nè. Rồi, các bạn nhấp vào ba cái hình tròn tròn này nè. Một tìm kiếm nè các bạn. Rồi, các bạn cũng dán cái từ khóa nó vào nha các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào đây nè. Rồi, các bạn bấm vào một sao nữa các bạn. Rồi, các bạn chụp màn hình nó giúp mình nè. Rồi các bạn gỡ lỡ cho nó nha các bạn. Đâu ta? Đây nè. Rồi các bạn gỡ lên nha các bạn. Rồi ta bấm continue nè. Tiếp tục các bạn xoay kênh trailer nè. Rồi các bạn xoay sao nè. Rồi các bạn mới đếp lại nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn xoay kênh gấp nè. Thôi có lưu gấp xa không. Rồi các bạn bấm chèo click who man nha bạn. Bấm start để giữ gấp xa nè. Rồi 8x7 15. Đây 8x7 56 chứ. Rồi các bạn lướt cấp trả xong thì các bạn bắt up lên.
bấm continue các bạn. Rồi tiếp tục các bạn lấy link ghép mà chia sẻ trong bè người thân để kiếm được các bạn các bạn. Cái này không có gì đâu ta. Thì dự án này sau này nó sẽ phong phú như thế nào mình sẽ làm cái video cập nhật tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.